ta đổi đời lắm nhà. Mái ngói tường xây được mùa cây lúa tốt tươi, thằng tôi hái lúa sướng vui cùng đời. Xưa đã qua rồi cái ngày dầm mưa dài nắng, nay đã đổi đời đi về xe đón xe đưa giàu sang. Từ ngày miền đất bán đi, bà con láng mắt thấy thằng tôi nó lên đời. Con gà tức nhau tiếng gái, tức nhau tiếng gái đua nhau lên đời. Bó cày bó ruộng bó trâu, con xe đời mới chứ qua giới đời. Bao lần lúa tôi quyết chí, lúa tôi quyết chí hơn mua giới đời. Trắng tay mới chợt nhận cây nóng là gốc quanh năm đây. Hóa đơn gì tới 20 triệu sao mắc quá vậy? Với 20 triệu đó mình làm thành hóa đơn hơn 90 triệu. Làm hóa đơn 90 triệu đó mình được lợi cái gì? Mình được cứng trừ vào số tiền và khoản lời của hàng tháng. Để suy nghĩ coi sao đó. Mấy anh suy nghĩ lẹ lẹ lên đi. Mình chỉ có thời gian là mấy ngày nữa thôi á. Bây giờ muốn nhanh cũng không được. Vì thủ quỹ của công ty, vợ tôi bà đã về quê rồi. Rồi bây giờ bà có lên chăng cũng mất 2-3 ngày nữa. Trời ơi, vậy sao được? Chú em, vậy có cách gì giúp cho tụi tôi không chú em? Thôi được, để tôi lên mấy anh thuế, để xin mấy ảnh gia hạn cho mình thêm mấy ngày nữa. À, nếu mà được vậy thì tốt quá. Nhưng mà em không có hứa trước đâu nghe. Tụi tôi biết mà. Công việc sao rồi? Hiện giờ tạm ổn rồi. Bao giờ chúng tôi có tiền? Cái gì cũng phải từ từ chứ, đâu phải thò tay vô túi lấy liền. Nhưng mà không làm nhanh thì tiền đâu anh em chúng tôi xài. Cậu Giang thông cảm đi, tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn lắm. Không sao. Chuyến này tụi mình kiếm được nhiêu anh? Chắc cỡ 10 triệu. Cái gì? Ít vậy? Mày thiệt tình á, đi gạt người ta mà đòi nhiều hay ít nữa. Màn kịch này bao giờ hoàn thành? 3 ngày nữa. Thằng cha hai lúa còn đợi vợ lên. Vậy cũng được. Coi như là chuyến này anh em mình lỗ vốn nặng rồi. Làm cho nhanh, kiếm việc khác làm. Đừng có hấp tấp, không làm hỏng chuyện là được. Dì hai, dì đâu rồi dì hai? Dì đâu vậy, nói đi em lấy cái rẻ cho. Không, tôi có người nhà rước mà. Em không có ăn mắt gì đâu. Thôi tôi muốn đi làm mà. Quen mà ai đang mắt chị. Mệt sao lâu vậy? Trời sao lâu vậy? Ôi tình ơi, đi gặp cái xe gì mà nó rước khách bắt vòng vậy. Nó lâu. Đã vậy còn đợi đò nữa. Có đem tiền theo không? Có. Ông làm gì mà ông hối tôi dữ vậy? Thôi lên xe đi rồi nói chuyện. Đội nón lên công an phạt giờ. Được chưa? Rồi. Đi em. Đây, anh đếm lại đi. Đủ 20 triệu đó. Với anh thì cần gì phải đếm? Không có được đâu chú em. Tiền trao tay là phải đếm. Anh không đếm ở đây rồi lát nữa anh đi chỗ khác nói thiếu rồi không có đặng. Đúng vậy đó chú Giang, kiểm tra lại cho kỹ đi. Dạ, giờ tôi phải đi lo công việc còn lại. Dạ, có hai chú công an tìm chú kìa. Anh Nguyễn Thanh Giang, anh đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Các anh làm người rồi, tôi có làm gì đâu mà lừa đảo người khác. Chúng tôi không làm đâu, đồng bọn của anh đã khai hết rồi.
Ai? Tụi nó vu khống cho tôi đó. Anh còn chối cãi nữa hả? Một người tên Bình, một người tên Thành, họ đang ngoài xe đợi anh đó. Những gì các anh nói là sự thật hả? Tụi nó là nhóm lừa gạt, chuyên làm giả giấy tờ, con dấu, mua bán quá đơn giả. Số tiền tụi nó lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi đã lập chuyên án điều tra. Cho tới khi chúng tìm tới công ty của các ông thì chúng tôi bắt quả tang. Thông cảm nha. May là nhờ có các anh. Không á thì tôi đã mất số tiền này rồi. Xin lỗi ông, số tiền này các ông chưa lấy được, vì đây là bằng chứng. Tiền của tôi mà. Khi nào hoàn tất vụ án chúng tôi sẽ trả lại. À quên, hai ông đừng đi đâu trong khoảng thời gian này, vì khi cần chúng tôi yêu cầu hai ông làm nhân chứng nữa đó. Trời ơi, ách giữa đàn mang vô cổ. Còn cái thằng này dòm bề ngoài bảnh tẻn ghê, vậy mà trong ruột mày đạo tặc hả mày? Sao khuya rồi mà ông ngồi hoài đó không đi ngủ? Mà lâu lắm rồi tôi không có thấy ông hút thuốc. Sao bữa nay ông hút vậy ông? Tôi hỏi bà một câu nha. Ông hỏi đi. Bà phải trả lời cho thành thật với tôi à. Ông muốn hỏi gì cứ hỏi. Mà hồi đó tới giờ có lúc nào mà tôi không có thành thật với ông đâu. Có phải mở công ty là một sai lầm của tôi không? Ông hỏi á thì tôi mới dám nói. Ngay từ đầu á là tôi đã không có tán thành cái chuyện ông mở công ty rồi. Mình có biết cái gì về nó đâu. Chẳng qua là mình thấy người ta ăn khoai rồi mình giác mai đi đào. Vậy thôi. Tại sao lúc đó bà không cản tôi? Thì tôi thấy để ông học hỏi kinh nghiệm cũng là một điều tốt. Tôi cũng rất may mắn có được người vợ tốt như bà. Ông chỉ có được cái miệng là hay thôi à. Thôi, đừng có thức nữa, đừng có suy nghĩ nữa. Nghe lời tôi, thôi ông đi ngủ đi. Làm ăn thì thua lỗ, rút tiền nhà bù vô công ty, tưởng mở công ty được ngon, ai dè làm càng ngày càng lúng. Chú Ba, tư mày, anh hai cứ nói đi anh hai. Tôi nhường anh nói trước á, tôi quyết định giải thể công ty. Ông nói thiệt chứ? Còn mày, mày thấy làm sao? Hai anh sao? Em vậy. Nếu tất cả đồng ý, ngày mai tụi mình qua công ty Đại Lộc nhờ Lộc lo thủ tục giùm. Ngay thời điểm này tôi cảm thấy là đúng. Tôi nhất trí. Bởi vì ông bà mình có câu: quay đầu lại là bờ.
các anh định giải thể công ty à? Ừ. Như vậy các anh phải làm các bước như sau. Thứ nhất là phải lên khai với phòng thuế về việc thua lỗ của công ty để họ cấp một cái giấy. Thứ hai, các anh phải lên một cơ quan báo chí nào đó để thông báo về việc giải thể công ty. Thứ ba là anh phải lên sở kế hoạch đầu tư xin rút tiền vốn điều lệ. Coi như đó, các anh mới lên ngân hàng rút tiền vốn được. Siêu vậy? Giống ma vậy? Ừ. Ừ. Ông tỉnh rồi hả ông? Ừ. Ủa sao tôi ở đây vậy? Thì nhờ chú Lộc á đưa mấy ông về đó chứ. Bà đời, Tư Ích, tỉnh dậy đi. Tư Ích, bà đời, tỉnh dậy. Ở đâu vậy? Đây là chỗ nào vậy? Ở chỗ tụi mình chứ ở đâu? Trời ơi. Có chuyện gì vậy mấy cha? Sao mình lại ở đây? Lúc mở mắt hiệp nhất là tao còn nhớ ở trong công ty của Đại Lộc, nghe tin sét đánh làm cái cạch. Tối thôi, bây giờ mở mắt hiệp hai rồi thấy mình ở đây. Trời. Vì tụi mình bị xỉu, nhờ Đại Lộc nó đưa về đây á. Trời ơi, bây giờ ông tính sao về cái chuyện mà giải tán công ty? Chú Lộc có nói là mấy chú cứ yên tâm, chuyện đó để chú lo. Mấy ông cứ lo dưỡng bệnh đi. Trời ơi. Đúng là chuyện gì biết hay làm, không biết thì thôi mấy chú ơi. Đành rằng có tiền thì làm việc gì cũng được, nhưng làm được việc mới quan trọng. Giờ tính sao đây mấy cha? Gia Cát Lượng có 36 kế để luộc chu du. Tới đời tôi thì tôi thêm kế nữa là 37 đó ông. Kế gì? Về quê là thượng sách. Về quê. Mua máy cày đi ông. Nghe ông. Mua máy cày. Không nóng. Không nóng. Trời ơi ông, tôi đương nói thiệt mà. Ông nghiêm chỉnh giùm tôi một chút coi. Trời đất ơi, ông mận gì vậy? Tự nhiên đứng như trời trồng à. Bà biểu tôi nghiêm mà tôi nghiêm nè. Ông thiệt à. Ông nè, mình phải mừng giàu kiểu nông dân. Tôi tính rồi, nguyên cái làng xẻo lá này ai cũng mừng ruộng hết trơn á. Ừ. Nếu như mà mình có cái máy cài, không bao lâu đâu nghe ông, là mình lên đời. Đó. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ nguyên cái làng xẻo lá này á, có ai mua nổi cái máy cài đâu. Chắc mình cũng vậy thôi. Ai nói với bà? Ai nói với bà là nhà mình không mua nổi máy cày? Được rồi, ngày mai tôi lên thành phố rinh một cái máy cày về đây cho bà con ở làng xéo lá này biết mặt.
vẫn chơi với tôi hả? Lên đời, nhất định nhà mình phải lên đời hơn nữa. Cái hồi lập công ty á, mình đã thua một keo rồi. Lần này phải làm ăn cho chắc nha. Thua keo này, mình bày keo khác. Ông, phen này á là phải bảo đảm chắc ăn như bắp, ba bó vô một dạ nghe. Nói thiệt á, thấy ông chịu làm á, tôi vui lắm. Chứ còn cái hồi mà từ ở trên kia mà mới về đây á, thấy ông cứ gầu gỉ tối ngày, trời ơi, tôi gầu thúi ruột luôn vậy á. Thôi, bà đừng có buồn nữa nghe. Rót nước uống cho khỏe cái coi. Đấm gì nhẹ vậy? Sức mày đấm trâu còn chết nữa. Tiền nè ông. Ừ? Ủa má, sao má bọc tiền vô giấy báo làm chi vậy? Bọc giày để mình ngụy trang con. Nhìn vô cái bọn xấu nó không nghĩ được là trong cái giấy báo này có đựng nhiều tiền vậy. Biết không? Tía má thông minh thiệt á. Cất tiền cẩn thận nghe ông. Trên thành phố á, nó cướp giật nè, ăn trộm cắp gàn sao ông biết rồi á. Ông phải cẩn thận biết chưa? Biết rồi, nói nhiều quá. Nè tía. Xưa đã qua rồi cái nhà chân dắt sao cục phải không? À. Nay đã đổi đời lắm nha. Mai ngói tường xây, đường mùa cây lúa tô tươi. Thằng tôi hái lúa sướng vui cuộc đời vui. Xưa đã qua rồi cái tháng, dòng mưa dài nắng. Nay đã đổi đời đi. Xe đông xe đưa đầu xa. Rồi lên luôn hai, lên luôn. Ờ, vô trong ngồi luôn. Rồi, xe chạy nha bà con. Ông này không có cái mùi gì trời. Từng nhau tiếng gái đua. Bó cài, bó buồn, bó trâu. Mùi gì mà thơm dữ vậy trời. Đàn ông mới làm sao mà thơm. Ổng chắc cũng bình thường. Già, thôi. Cậu phải hỏi. Nghề nông là công quanh năm cây cài, chắc tay mới chợt nhận. Trời ơi, cái mặt ai mà dễ thương quá vậy nè. Lộ ra mặt phiền quá. Trời ơi, đóng lại, nắng gắt quá, bụi không vậy, tôi ho. Trời ơi, đóng lại, nhanh lên, từ từ bà ơi. Alo, gì? Nói to lên. Giấy tờ căn nhà ở Phú Mỹ Hưng hả?
tầng 6, ngăn bãi, từ trái qua phải. Có vậy mà cũng nhớ nữa, mệt ghê à. Gì nữa? Cái căn nhà trên đường Cách Mạng tháng 8 hả? Ngăn tủ thứ 3, tầng 4. Sao? Thấy chưa? Bực mình à? Làm phiền hoài à? Khổ ghê. Chú ơi, chú buôn bán bất động sản hả chú? Không có phải đâu cưng ơi. Cái số của Hoa nó khổ vậy đó. Đi tới đâu á là phải sắm nhà tới đó. Ờ, mà khách sạn á có xịn cỡ nào đi nữa, Hoa cũng ở không có quen. Cho nên bây giờ á, Hoa mới sắm căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng để mà cất giấy tờ nhà thôi. Thiệt, mệt ghê vậy đó. Chú giàu có không vậy? Sao không mua xe con mà đi? Đi xe đò vậy mệt lắm chú ơi. Sắm xe thì có gì khó đâu. Cái số của Hoa nó khổ vậy đó. Ông trời bắt phong trần thì phải phong trần. Đừng muốn. Nổ quá. Bữa nay ngầu gần kho đạn. Tôi giàu, tôi có quyền chảnh. Mấy người nghèo mà cũng bày đặt cảnh là sao? Mời anh qua bên này. Có việc gì mà đứng đây vậy chú hai? Không, tôi đứng đây coi chơi thôi. Chú coi hay muốn mua gì thì mời chú vô trong cửa hàng. Chứ đứng bên ngoài ngó như vậy kỳ lắm. Phiền chú em cho hỏi chút được không? Dạ, chú hỏi gì? Chú em cho tôi hỏi, có phải cái ông đứng ở trong kia tới mua xe không? Ông là dân buôn xe hơi đó. Doanh nhân có hạn đó. Salon ở đây mỗi khi có hàng nào mới á là đã thấy ông có mặt rồi đó chú. Trời, vậy hả? Bộ chú quen ông hả? Không. Mới biết sơ sơ thôi chứ không quen. Mấy ông buôn bán xe hơi giờ giàu có lắm. Giá mỗi chiếc gần bằng cả ngàn con trâu đó chú. Trời ơi, mắc dữ vậy hả? Dạ, đó chỉ là loại xe thường thôi. Còn có loại giá tới 3-4 ngàn con trâu lận. Trời ơi, mắc vậy ai dám mua? Vậy mà không có hàng bán đó chú ơi. Thiên hạ có thiếu gì người nhiều tiền? Chắc là tiền công quỹ đi sắm xe chứ gì. Công tư gì đều có hết. Vậy chắc bán một chiếc xe thôi cũng lời bụng. Lời chứ chú.
mỗi chiếc bán lời tới 200-300 con trâu. Vậy là hơn cả chục lần làm ruộng rồi còn gì. Thôi xin phép tôi đi, cảm ơn chú em nghe. Dạ không có gì. Dạ thưa quý khách, cần gì xin gọi ạ. Ông bên đó ăn món gì ạ? Dạ thưa, đó là món canh măng thuốc bắc. Món đó bổ lắm nhưng mà hơi mắc một chút ạ. Không sao, tiền bạc không thành vấn đề. Cho tôi món y vậy đi. Dạ. À coi. Dạ. Dĩa đó dĩa gì ạ? Dạ bò nướng lụi ạ. Cho một bò nướng lụi luôn. Dạ. Ông uống cái gì vậy? Dạ rượu vang ạ. Cho tôi một xô rượu vang vậy luôn. Dạ. Xăm xà nấm đông cô. Cho tôi một dĩa hải sâm xào nấm đông cô. Dạ. Y vậy luôn. Dạ. Tôi tính đi theo cái ông kia vừa đi khỏi đây coi ông đi đâu.
Dạ, cảm phiền quý khách ngồi lại bàn tính tiền ạ. Ủa sao cái ông kia bỏ đi không ai kêu lại tính tiền rồi sao tôi tính tiền? Dạ, ông ấy là khách VIP ở đây. Sao? Cô vừa nói ông là khách gì ở đây? Dạ, tôi là khách VIP ạ. Khách VIP là khách gì vậy cô? Dạ, khách VIP là khách đặc biệt, khách quan trọng. Ông ấy ăn hồi nào cũng được, tính tiền lúc nào cũng được. Có khi bài check bằng tiền mặt hoặc là thẻ ATM, vậy đó. Thôi, cô nói vậy tôi hiểu rồi. Có nghĩa là ông ta là người giàu có chứ gì? Dạ, chính xác. Ông ấy là một đại gia thứ thiệt đó ạ. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm. Ê. Dạ, chào anh, chào mời anh gái. Vô. Mời anh vô. Dạ. Dạ, đây là máy cày. Dạ thưa anh, đây là loại máy hiện đại nhất mà tụi em vừa mới nhập về đó. Nó vừa tiết kiệm nhiên liệu mà công suất lại còn rất cao nữa. Dạ. Nước sơn cũ quá. Dạ, dạ thì mời anh vào xem mẫu này ạ. Chiếc này gồ ghề quá. Dạ, mời anh xem tiếp. Chiếc kia thì màu sơn hơi đậm. Dạ, vậy còn chiếc này ạ? Chiếc này thì chẳng có chút thẩm mỹ nào hết. Khách thứ thiệt đây không chịu tiếp. Đi tiếp mấy khùng. Dạ, chú cần gì ạ? Cảm phiền chú em cho hỏi nha. Dạ. Cái bảng đó là cái bảng gì vậy? Dạ, cái bảng đó là hàng đã qua sử dụng rồi đó tía. Đã sử dụng rồi là sao? Nói ngắn, nói gọn, nói dễ hiểu coi. Dạ, nói gọn lại là hàng đã sử dụng rồi mới đem ra bán đó tía. Trời. Tưởng gì dùng rồi còn đem bán. Ai mua? Dạ, tí ơi, con nói cho tí nghe. Chiếc Mercedes cổ này á là của tổng thống chế độ cũ gạt ra đó tí. Bộ tí tưởng dễ được leo lên trên đó ngồi sao? Chú em nói sao? Xe này là xe của phủ tổng thống chế độ cũ hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho ông chồng của tôi là ông Nguyễn Văn Hai, tức là Hai Lúa. Mua được cái máy cài loại xịn nhất, không bị người ta lường gạt tiền bạc, rồi đem về đây cho bà con xẻo lá này lé con mắt luôn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chị Tư ơi. Dạ. Ủa cô ba, dạ. Có chuyện gì? Vô đây, vô đây. Đi. Dạ. Trời ơi, lan qua bà nội ơi. Được ngồi trên chiếc xe này một lần, dù có chết cũng mãn nguyện ở trong lòng. Thank you.
Dạ xin mời. Cảm ơn. Dạ. Dạ, thưa giám đốc, bên hãng xe hơi cho biết họ vừa nhập về một chiếc xe hơi độc nhất vô nhị. Họ mời sếp, nếu mà hôm nay sếp rảnh thì đến xem mà. Cô cố gắng sắp xếp thời gian cho tôi. Sao, đối tác tới chưa? Dạ, đang ngồi đợi giám đốc. Dạ, bên này. Cửa hàng lớn như vậy mà chẳng có cái máy nào đặt tiêu chuẩn hết á. Thôi, tôi qua chỗ khác coi sao. Hình như lỡ ta bị trầm mặt sao á. Chắc lão dí mạnh á, mình cứ đứng ngon ngon thôi. Tôi tưởng anh hai về rồi nên lật đật qua đây coi cái máy cài. Ai dè. Thì tôi cũng đương nóng ruột ở đây nè. Nè, chị phải tới nhà nào có ruộng á, xem nhà nào có mướn máy cài á, thì lo đặng tính trước đi, lấy tiền mối trước đi chứ. Trời ơi, biết có mua được không mà ở đó lo kiếm mối trước. Trời, anh hai đã đem tiền đi rồi là phải mua được. Tôi cứ nói vậy đó, mình phải lo tìm mối trước đi, để bà con tìm chỗ khác hết thì biết bao giờ mình mới chị mới thu được vốn đây. Hay kệ, cho ông mặc sức ngắm nghía, khi nào ngán thì thôi. Tội nghiệp, chắc gì cả đời ổng mà ngồi lên được chiếc xe giống vậy. Có khi cả đời con, đời cháu cũng chưa sắm nổi chiếc xe đó nữa mà. Thôi mình vô. Ê cô ơi. Dạ bác. Tôi mua cái xe hơi này. Bác nói sao? Tôi mua cái xe hơi này. Bác mua chiếc xe này. Thì mua chiếc xe đó chứ sao. Thôi, xin bác thông cảm cho tụi con bán hàng. Bác ơi, không phải đồ giỡn đâu. Bác giỡn với tụi con hoài à. Tôi đâu có rảnh đâu mà giỡn với mấy cô. Nè, coi đi. Coi đi. Ê, tiền. Hả? Tiền. Tiền thiệt. Phải không? Mấy cô ơi, nhìn người qua cái vỏ bề ngoài quá đi. Dạ. Tôi không xứng đáng ngồi trên chiếc xe đó hay sao? Cô Sáu. Chàng ơi, cô Sáu có cái ao cá sao mà thấy bắt ham hả? Coi kìa. Chà, coi nó ăn nhóc đầy mặt ao hết trơn. Ủa mà bộ nhà cô cài hết guồng hàng sao mà giờ ra cho cá ăn coi kiểu thảnh thơi dữ cô. Hết sao nổi cô Tư. Ông mới kéo có được nửa công ruộng à. Rồi bỏ đó, giờ đang nằm rên trỏng kìa. Tôi xoa dầu thuốc thang biết bao nhiêu mà có bớt chút nào đâu. Thôi vậy tôi về cô ha. Dạ bác ơi,
Dạ, hồ sơ của bác tụi con đã làm xong. Xong rồi không? 100 uống cà phê chơi. Dạ, cảm ơn bác. 100 uống cà phê chơi. Dạ, tụi con cảm ơn bác nha. Ờ, bác ơi, bác có thể lấy xe ra ngoài chạy vài vòng cho mát, bác ha. Mời hai cô lên tôi chở đi chơi. Dạ, dạ được rồi, bác. Cảm ơn bác. À, thôi tạm biệt ha. Dạ. Dạ. Chết chà. Sao chú? Tôi đâu biết lái xe. Ủa, vậy chú mua xe làm gì? Để coi nhận của người ta nhiêu công rồi. Nhà sáu vớt 2 công. Thiếm tư béo là 4 công nữa. Rồi nhà ông ba xâm là 2 công nữa. Tổng cộng là... Trời ơi, ông bà ông giải bà nhảy xuống sông. Trời đất ơi, mày làm tao muốn gớt tim xuống đất à. Má tính gì vậy? Thì tính coi là tổng cộng cài là nhiêu. Đó. Nhà sáu vớt á, ngày 21 này là cài cho ổng 2 công. Đó. Thiếm tư béo á là... Thôi quên hết trơn hết trọi rồi. À, ghi lại cho má. Để tao vô tao lấy cuốn sổ. Nghe không? Đây nè. Đây đây. Ghi vô đây. Ủa mà... Cây viết đâu mất tiêu rồi. Thôi để tao vô tao lấy. Nghe không? Bác ơi. Lẹ lẹ đi giùm. Tới giờ tụi con đóng cửa rồi. Cô ơi. Dạ. Hay là cô cho tôi trả lại chiếc xe đi. Tôi đâu biết lái, mua làm chi. Trả lại? Ừ. Đâu có được bác, quá đơn sức rồi, tiền nó vô két rồi. Trả lại sao được? Bộ bác tưởng bán chiếc xe này dễ lắm sao mà đòi trả lại. Cô ơi, bộ chiếc xe này có vấn đề hay sao mà bán không được vậy cô? Dạ, không sao đâu bác ơi. Có cách rồi. Cách gì? Mình kêu anh dưới xưởng lái xe ra ngoài. Vậy mà nghĩ không ra. Trời, đúng rồi. Bác ơi, bác chờ con tí xíu nha bác. Dạ, đi. Xưa đã qua rồi. Cái nhà tranh giành đất nay đã đổi đời lắm nhà, mái ngói thử xây, được mùa cây lúa tốt tươi, thằng tôi hái lúa sướng vui cuộc đời. Xưa đã qua rồi cái ngày dòng mưa dài nắng nay đã đổi đời đi về, xe đón xe đưa giàu sang. Ngày miền đất bán đi, bà con lát mắt thấy thằng cu nó lên đời. Con gà tức nhau tiếng gái, tức nhau tiếng gái đua nhau lên đời. Bó cài bó ruộng bó trâu, tàu xe đời mới chứ qua giới đời. Bao lần lúa tôi quyết chí, lúa tôi quyết chí hơn mua giới đời. Quanh năm cây cài, trắng tay mới chợt nhận ra.